ប្រិមត្តជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីតស្ដាប់យុវជនកម្មវិធីខ្ញុំបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងនឹងបង្ហាញជូននៅប្រធានបទថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជនសម្រាប់សប្ដាហ៍ថ្មីនេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីភាពចាប់ផ្ដើមក៏ដូចជាការបង្កើតនៅក្រុមបទចម្រៀង អរិជនសងរបស់យុវជនកម្ពុជារបស់យើងពួកគាត់គឺបង្ហាញនៅបទពិសោធន៍បង្ហាញអំពីទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតនៅតន្ត្រីថ្មីជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកគាត់ចង់ដឹងថាពួកគាត់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងណាហើយបង្កើតនៅក្រុមនេះដោយរបៀបណាដោយយ៉ាងពេលប្រហែលឆ្នាំហើយនោះតោះយើងទៅស្ដាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំគិតថាការធ្វើបទចម្រៀងដែលមានអត
to su chi yếm ca chi vật bỏ phụ dương nè nè nhóm kết thật là phụ vía chi dương ai bật ca bọt miền tới nằm bay ai nè đạp nâng đôi chi nè bạn tập chết chẳng còn đạp tới còn mình tập chết bay thơ vậy chết to tới mục tiệt chẳng nữa nè mà to miền là một dịch bể này bọn sơ miền hả bọn đọc về chắc nhóm trong bật ca vía chính mà ở vía nằm bay ở biệt tha ơi bất tế không ai dân miền music bé nó miền can để chờ tôi chờ tới chứ không ạ chị mẹ nhóm cứ nhiều chân dương sập ngay cứ gót vô chơi ra làm pi giờ bọt lại cái nạn ta bọt chì lại cái nạn sao đang nhập quân thay mấy đi cò dân hai cái bán ha original song cứ miền ca control miền ca control chơi ra để ra ta dương vừa vậy để chia sao đấy thay mấy chun nó đó buộc quạt ấy quạt control nó bọt sao để quân mày chỉ tư tư và chỉ chọn máy nhưng cô ta cầm rốt sờ lái nâng tư sờ là bạc máy nâng áo đầm lái tư với đại bộ bay đi máy nhưng miền bị môn màu tái nhưng có thời tài hồ với đại thứ mấy thầm rap dù với đại thứ mấy lấy cứ cái trong ban ở với thứ mấy đo thành công dương này và nhóm cứ âm em bắt qua lại của rồi xa dương và thua một rán của dương nơi tại rồi xa tục đại tái dương ngọt ảnh nư là đạt nư đại bộ rán đừng hô đi dương thời đồ với đại mây sầm rạp bờ tê bao dương chuôn cái nhạc lá cái bạn tất chợt chăng dương mưa tư miền ham miền sầm pia chờ nhạc nhạc lá có miền ska cắt stress ấy chờ nó vòng pê ở vậy cái đó nhá tai viêm mà anh đôi hai nhạc lá cái quát chỉ một hiệp quát phát khát chờ chăng quát thật khờ không to su đậm bây giờ chuôn cam chỉ bộ mình dương mưa khơi nhưng mà là cột tật ca chăng nhom đọc về chăng tới nhom bọt nắng cứ tha vía ló sầm rạp lực tật chật qua đầm bay qua khăm phẳng á qua đầm bay tha chỉ bật dương mượt khơi nhỉ bùa bọt đài là cái nạn tha ông rung là nạn chỉ vất cứ và thằng ấy dương không đăng ai tha ở mai dương không ai dương đi cầu bọt nên nong ở sở lập bại dương cứ bị chấn cứ bọt này hà vận tái cho mẹ bọt bọt sầm rạp lực tật chật cứ ăn thâm miên này hay bị chấn có ăn bên ca con trò đài chẳng phụ nhóm chỉ bèn bèn thà bèn nhóm ấy cứ miên kẹp xây nữa tới tiết miên bọt chỉ lẹ nạn lực tật chật chẳng thôm ai đừng ngóc nét chui con tro bọt chỉ lẹ nạn chỉ vớt đi cò lực tật chật đầm bay rồi phụ dưỡng miên xa đây đi cò miên là cầm năng chất nó ca thôi bọt bản tọp thì chùm to về cái chùm to tái đời xa ca tật chất trở lại là bọt nhóm nâng tật chất mà đái quát cò miên chất cất hai dưỡng bực bành ha của xã quạt admin ấy thử hàng kho đây từ xa quạt cho là nhóm tư khang đăng đài tái lời nít nhóm cũng để miền ca xa xa chẳng quạt thì quạt khang thì tuổi đài mà giờ nhóm dương chưa chưa chôn không ai dương chưa tôi chưa áp hiệp vụ ở áp hiệp đấy nơi vào bắt thua tái chôn ca dương có thử ca bậc ca đầu vậy đại thâm mây đây phù dương mình ai thưa vậy mới đại đại là hô đây vòng chỉ phù ca ba phù đầu pin đấy cứ chúng ta ăn miếng này ra ta mà bây nấy cứ dân nơi ta và can cho một đại hay chừng này giải vọt và thoa được có can vừa bọn này cuốn thay cứ dân vừa vậy để thay là sao ta dân khơi một tay kia đập tay tay chết kháng kia đi chừng rạn chừng mùi năng bọt chừng riêng sao đây được này cuốn thay chẳng dân nơi tại vừa từ mục tiết rồi là hốt đó là đôi kỳ để sao ta chết con sờ lánh đôi chân các bác chúng đôi vui dương ơi đa năng phơi năng đại chúng to hơn đằng chúng to hơn bọn tại chúng ta cá bị môn chúng to hơn tại là mưa tới quá sơ hiện on thôi chương môn phù phùng đái cứ quát ở miền ham khó ấy chứ phù phùng đái vào nhóm á cứ
quạt chùm rồi quạt chùm rồi nhau con thay đổi xa con sờ lạnh thang ấy quạt ở con từ thằng đằng đài pê khác nhóm miên là rong tha ông sập quân chết sầm rập luôn ai này không luôn ai đài pê khác dương thơ ban lò vận tải dương cái thời tại suy yếm sầm rập luôn ai nâng bằng hát bằng riêng luôn ai ở khang chiên đang tiệt đài nhóm trăng ai phụ quạt dù cho ba phì ca này phôn bọt thông mây đã mình át tình này áp rung nhóm chọn ai phụ quát đi côn làm bây sát hạp bản nà cùng ai đi côn làm chọn mình lịch chăng á nè ngày nhóm mình ấy khảo phì ôi bóng phôn chui con trô lực tật chất làm bây phục nhóm và ca nà vậy đã thông mây nơi ngay khẳng mục tên trong trang nhóm chọn là chui con trô lực chất phục nhóm làm bây phục nhóm bán đá từ mục to tiệt mà tên trong trang bao nhóm cư nhóm xôm ở nhà ngọc nế chuối con trô nơi bọt sản đại này phút mấy để chia sản đại vào phút mai dường hay chuối lực suối bọt dưỡng bọt làm bây giờ sẽ là bạn này tôi cảm chia dưỡng miền cạn đã chuyên lươn tâm mục chuyên lươn tâm mục đôi và tê là tay thiệt to the parade.
មជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីតោះស្ដាប់យុវជននៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីនេះយើងនឹងមានភ្ញៀវកិត្តិយសដែលជាក្រុមចម្រៀងដែលគាត់បង្កើតនៅបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនហើយចង់ដឹងថាពួកគាត់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងណាហើយប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យមួយនេះយូរយ៉ាងណាហើយនឹងចែករំលែកអ្វីខ្លះតោះយើងទៅស្ដាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាសួស្ដីបងទាំងពីរចាថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសមែនទែនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតោះស្ដាប់យុវជនហើយជាដំបងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងបង្ហាញដោយសារតាបងគឺជាអ្នកបង្កើតនៅក្រុមចម្រៀងហើយចង់បង្ហាញពីបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការបង្កើតនេះតើទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយបានរៀនអ្វីខ្លះដែរចាបាទជាដំបងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់នេះដែលកំពុងទស្សនាក្នុងកម្មវិធីមួយនេះផ្ទាល់ហើយការពិតទៅក្រុម Baseline គឺជាក្រុមមួយដែលយើងប្រមូលផ្ដុំបងប្អូនដែលមានបទពិសោធន៍ដែលមានគេហៅថាទេពកោសលទៅលើផ្នែកតន្ត្រីនិងផ្នែកចម្រៀងជាពិសេសគឺគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការរៀបចំបទចម្រៀងនិពន្ធស្នាដែលជាស្នាដៃថ្មីខ្មែររបស់យើងហើយជាពិសេសកើតឡើងចេញពីគំនិតពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយកម្មវិធីមួយការរៀបចំបទចម្រៀងឬក៏ដូចជាក្រុមគឺយើងបានធ្វើប្រហែលជាង7ជាង2ឆ្នាំហើយបាទ2ឆ្នាំហើយដែលពួកគាត់ស្ទើរតែជាសិស្សកម្រិតវិទ្យាល័យប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះឥឡូវគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយអ្នកខ្លះកំពុងតែបន្តការសាធនៈវិទ្យាល័យហ្នឹងជាគោលការណ៍ក្រុមរបស់យើងបង្កើតឡើងគឺមានការចូលរួមពីបងប្អូនផ្សេងៗអ្នកខ្លះគាត់មានចំណេញនៅខាងហ្គីតាអ្នកខ្លះគាត់មានចំណេញខាងសូឡូអ្នកខ្លះចំណេញស្គរគឺគាត់ជាមិត្តភក្តិមួយគ្នាគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយបានបង្កើតទៅជាក្រុមតន្ត្រីមួយហ្នឹងឡើងដែលមានគោលដៅនិងគោលការណ៍តែរួមតែមួយចាបង្កើតជាក្រុមប៉ុន្តែប្រហែលជាមានមូលហេតុអីមួយបងអាចបង្ហាញអត់ទេពីមូលហេតុចម្បងដែលជំរុញឲ្យធ្វើការបង្កើតនៅក្រុមនេះឡើងចានិយាយទៅពួកខ្ញុំដំបូងគឺជាមិត្តភក្តិគ្នាឬបងប្អូនឯងធម្មតាតែដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈហើយណាមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់សូវមានជាលក្ខណៈ band អញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំក៏ចាប់ដៃគ្នាចង់បង្កើតជាលក្ខណៈ band ដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាពួកយើងអាចធ្វើបានជាបទពន្ធថ្មីការបង្កើតនេះគឺជាក្តីសុបិនឬក៏យ៉ាងណាដែរនិយាយទៅវាគឺជាក្តីសម័យដ៏ធំរបស់ពួកខ្ញុំផងដែរចានិយាយទៅមានក្តីសម័យរួមគ្នាហើយទាំងនេះមានការជំរុញបន្ថែមពីកត្តាផ្សេងៗដែរឬទេចានិយាយទៅគឺវាជំរុញពីមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនក៏គាត់ពួកគាត់ជំរុញពួកខ្ញុំផងដែរហើយដោយសារចិត្តស្រឡាញ់ធំគឺដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើបង្កើតជាបែបហ្នឹងចាត្រឡប់មកកាន់បងវិញដំណើរការនៃក្រុមរហូតដល់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះមានផលលំបាកក៏ដូចជាមានឧបសគ្គច្រើនដែរឬទេចាជាការពិតណាតកតងទៅនឹងការបង្កើតក្រុមមួយដូចជាយើងនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមហ៊ុនមួយចឹងការណាត់ធ្វើការជាក្រុមគឺវាមានបញ្ហាច្រើនដោយសារតែទី1គឺកត្តាពេលវេលាដោយសារពួកបងប្អូនគឺជាសិស្សានុសិស្សហើយសិស្សកម្រិតវិទ្យាល័យនិងអ្នកខ្លះរៀនមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងយើងខ្វះខាតពេលវេលាហើយកត្តាដែលធំបំផុតនោះគឺកត្តាធនធានថវិកាក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយសារតែយើងនិយាយជារួមគឺពួកគាត់ពួកសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអ្នកដឹកនាំគឺមានការកត់សរសើរនិងការស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារពួកគាត់ព្យាយាមសន្សំលុយខ្លួនឯងបានមួយថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃបន្តិចហើយយកទៅទិញឧបករណ៍ខ្លួនឯងដូចជាខាងស្គរអញ្ចឹងគឺគាត់ព្យាយាមរកលុយហើយសន្សំពីការសិក្សារបស់គាត់ដាក់នៅក្នុងការសន្សំមួយហើយពេលដែលបានគ្រប់គាត់ទិញស្គរទិញនេះទិញ sound ទិញឧបករណ៍ទិញកុំព្យូទ័រដាក់បង្កើតជា studio មួយអ្វីដែលយើងស្ងប់ស្ងាត់ហើយយើងនៅតែមានការលំបាកដោយសារតែរាល់ថ្ងៃយើងមានការខ្វះខាតច្រើនសម្រាប់ការរៀបចំ studio ប៉ុន្តែវាជាដំណាក់កាលបន្តបន្តទៅទៀតហើយបញ្ហាចម្បងមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងពេលវេលារបស់គាត់ពេលវេលារបស់ពួកគាត់ដូចបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវហៀនអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើការបន្តខ្លួនប៉ុន្តែយើងមានការដាក់ចេញជា schedule ពួកគាត់ថាអូខេក្នុងមួយអាទិត្យយើងត្រូវជួបគ្នាប្រហែលដងដើម្បីសិក្សានិងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមចា៎ពិសេសមែនតើខ្ញុំមានការកោតសរសើរជាមួយនឹងពួកគាត់អញ្ចឹងបងអាចបញ្ជាក់បានទេថាពួកគាត់សប្ដថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅពេលដែលដំណើរការទទួលបាននូវសមត្ថផលអ្វីខ្លះហើយបង្កើតនៅបទចម្រៀងបានប្រហែលបទដែរចា៎សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺយើងមានបទចម្រៀងប្រហែលជាង10បទបាទបទ10បទដែលយើងបានធ្វើហើយសិតតែជាបទនិពន្ធស្នាដៃថ្មីមានទាំងបទស្នេហាប៉ុន្តែជាគោលការណ៍រួមរបស់ក្រុម Baseline យើងខ្ញុំគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទអប់រំច្រើនជាងដោយសារយើងមើលក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនយើងមាន band ដូចបងប្រុសយ៉ាកូក៏បានមានប្រសាអញ្ចឹងគឺដោយសារតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្វះក្រុម band ច្រើនភាគច្រើនមាន original song ដែរប៉ុន្តែជា
chị tù chị solo chẳng dương chị dương phụ rất mạnh phía bò dương đại bậc cao crom hai bậc hết bò dương cứ chị bậc hết rock chẳng sản phẩm hết rock cứ dương thua bao nhiêu riêng mua chùm núi đại bậc đo tầm khăn tất cả ở rom mình núi ca lực thực chất ca bậc đo một pin tầm lại này chỉ vớt chỉ sách cứ trong anh mình núi che ở dụng chia sách nghe dương trong phụ rất một pin sờ thò hay kéo nước dương bao nhiêu riêng bài đẹp nè snai ha phong đài hay tập mấy mấy nước dương tập ban tại ban chân chỉ snai đại bao nhiêu riêng mua chùm tháp bao nhiêu vớt hay dương còn miên tại tôn thần đang âm vi để những bạn thưa cả lòng một người đại. Cha, khen thà ở bằng cả nước bọt đại chia cả ở đồng trào, chẳng tập lập được cả bao nhà cô mình khen thà ở miền cả bằng cả nước bọt ở đồng nít nằm bay chia cả châu rum sừng cung, cho bao miền ban châu rum sừng cam phep xem xin chỉ trào nằm bay ở chia cả tổng nội khó thở không sừng cung đại tế mong. Miền bằng miền chia cả lòng mong áp bụi nhom cả ban châu rum sừng lai những nông cam thì xem được chia nằm bay vào một thà vì ca chôn đó mình tìm bết con đẹp ở pa rồi có sập vào đó xem xem. Dạ, chúng xem lại ca chôn luôn đi, cứ chôn chỉ cầm tạm đó rồi nè. Ok, ôp xe mình tan cha. Chúng xem lại chỉ câu đa ư nó không chia năm pi pan đập làm bài hàng mục. Miền ở vậy, thay nó bị xe chấm bút cầm bông này thế cha. Nên ngay bộ nhóm miền ở vậy chỉ bị xe thay chỉ chia làm tiền. Ai bằng hai mà chạ, ai ban ba này thế cha. Đôi chia bớt cho mình riêng và bớt cho mình riêng bởi vì là riêng cặp phong tài đẹp trong thời này cứ đôi chúng bạn chạy chẳng gì mình chúng bạn chạy đọc bớt bớt khác các bạn trên chia audio bớt khác bạn trên chia MV hay bớt khác toàn bộ tiết cứ riêng bạn đẹp trong chia melody nên sách tụm nục chia riêng hai hai còn tay còn hai riêng toàn bạn trên chia audio chẳng sản phẩm chia năm mươi phần năm bởi này cứ riêng mình bớt cho mình riêng mua cho mình tiết đôi thay riêng bạn mình bớt mình ở chợ bớt score on karaoke hai dương là cái bông tài thưa bắt được một tiết đại dương thì dây ông pi ca ông rồng pi sờ thò mẹ tha ông mình nuốt quạt chơi miên phiệp chia sai khi nịt không sủng cùng bà đôi miên này tha không ai tại môi sẵn khi nịt cha bông hai ông pi chăn tẹt bao hiệu chôn bao dương nên khi ông cất tha bông tài pi cùng bông tài thưa ca chung rối cất đôi chị bông hai ông pi vậy đại hiệu chôn miên là không bắt tẹt bao dương chẳng chỉ trong cái đôi bông tài pi miên mà tẹt vậy bắt đâm nhau từ căn hiệu chôn bao dương lại bộ quạt nẹt khác cứ quạt sờ lạnh vì sai ní hay phần tá quạt đăng thay cô chập đam mà cất thẳng bà sân chỉ thưa tới tích kẹo từ tour score anh chẳng bông chẳng miên chỉ cả đâm nhau đôi chỉ cả lực thực chất sản phẩm hiệu chôn bao dương chắc xong chơi bông bà chỉ trong cái là khi nhom cả xôm và đam phim nhau đó tận nẹt đài nẹt sờ lạnh đôi chỉ bộ khi nhom ba vì từ bốn là bộ khi nhom cứ ắt hiên được khi này tại tại sao là miền chất sờ lạnh hay là miền cao chỉ một lực thực chất bộ khi nhom đang to sù bộ ban to sù đo ngày ní hay cái bộ nhom chỉ đầm chấm hiên từ bốn là bộ nhom hay ban chụp chơi là đập cái rồi chứ hay như vậy trong này bộ quạt miền ca to sù khát khao to sù chơi riêng là bây giờ chụp chơi này ở đây là bộ dương trong thôi bà xem rap nhóm to cứ không niệm chia nẹt nặng non từ bộ quát cứ nhận miền tây san thì ở đây đại nhóm tay tại ở rom đó bộ quát chụp sách cấm cứ ở quát miền kiệt sản kỳ khnhi chơi sơn lạnh khnhi cả ở này khnhi chụp sách cứ cột khnhi từ mình từ mỏng hay ở đây đại dương thời kịch nó cứ thời đa không cố đa rom tại muối ở đây dương trong phớ ở đây dương trong từ tụ ban chụp chơi ngày nào mùi hay ở đây nhóm trong bắt âm nhạc tại đó bom pháo dụ với trốn chụp sách dụ với rì đại quát sơn lạnh được phải đánh trái chụp sách cứ ca nỉ phun bắt chụp riêng san ai thắm mấy ở ai chơi rum tặng óc nè mình trên sân mạng đập hiệp tụi bây chia tô cả đói rồi chia crom cả đói hay mỗi thứ cứ nhung sông làm nhà tại đó bom ôn mà giật than bao nhiêu chìm sách cứ khang xa phò miên được câu khang về sân môi chầm nuốn chìm sách cứ chui lướt tới chật đó là dụ trốn đại quạt miên chăn tẹt nông ca thì bốn nông ca tiếp chòm tạ tay bao chầm riêng thầm mây thầm mây chỉ chiên quạt chỗ bao chầm riêng xén dùng mà chát rồi coi dùng mà sọc sái phần tái nó về để dùng chỉ dùng xong rồi quạt chuôi sọc sái via mình cả hiện trái thì sẽ cứ ở sân mình cả còn trò chẳng hay cứ nục niêm nhung chỉ crom muối đại mình cả sả láng lưỡi tuôi ông pi sna đây được bỏ dụ chân bỏ dưới nhưng kết hạ tìm muối cứ phụ dân chuẩn bốn phần ánh thì pi cứ chọn America crom trò pi mặt trời than mình toàn om mặt trời than tu tới tết mình tái cứ chia mặt trời than bẹp quá để ăn chuối trộn trộn khi tụi mình tụi mạo. Chà, ông con trai mình tên ông con bằng tiếng pi để bàn và đòi cái gì giúp châu đúng không cảm thì bao giờ hay bằng hai ông pi bật pi sound bật luôn chỉ biết xét miền cả bằng hai ông pi
chăn tẹt cặp đại nhạc chất bị xe xong đạp ở ao bông bông mai dương ban khơi thà dù chôn còn bị chia bò dương cứ bật chia miền sầm mặt tập hiệp hai ai thuộc bàn xứng khâm thà cả cõi nặng bàn chụp niệm đầu tiên chạy dạng này hai bề mật cõi pi sầm đạp chỉ muốn nâng cặp bằng hàng chun ông bị bọt bị sao cỡ đôi chia đầm na này cặp bằng cả crom chum riêng to luôn được bò dù chôn được bò dương chia chạy thà bề mật nâng tụt bàn triệp ông bị bọt bị sao được bò phụ quát cỡ đôi chia vị thi sát thôi dạng này đầm bay từ túi chốc chế nâng không cặp bằng cả crom chum riêng to luôn bằng đài các vị thi to sầm đạp dù chôn ban chiên một đo tỷ bên trọng chỉ trong cõi nâng khiêm có sông thôi cặp đam nhau từ căn dù chôn cột đục thẻ và sân ba miên tập cơ sở cỡ đôi chia chọn bằng cả nâng crom chum riêng to luôn sông cùng miên phì đôi nhí hai chị em lang đầm bay từ tụt ban nơi đây sụp bần bọc luôn hai chị bị xét nẹt đây cùng phong tài đầm náo ca nơi cầm bọc luôn mình thay chị cầm được co chị ở tô đây nốt cứ cua tài bần to tiệt đầm bay từ tụt ban chọc cháy hai miên ca từ tụt score pin mà hai chân phong đài các vị thí ta sắp dự chân ban chiên mà đo tỷ bên trọ sau này giá chụp ni chụp mùi năng vật thiên đã bọt thay chị bần to tiệt nhưng khiếm sông ở con sông chim điệp lìa.